Rồi, kính chào quý bạn, quý vị. Ngay trước màn hình nha, mình đây là đôi loa Kenwood KL308S. Hôm qua thì mình đã test cái đầu băng cối Akai 635D trên cái đôi loa này để anh em chúng ta thưởng thức âm thanh analog. Thì có một số anh em bảo rằng nghe analog trên cái đôi loa này là tuyệt rồi, nhưng mà còn nghe CD thì liệu rằng có chơi hai trong một được hay không và có ổn hay không? Thì hôm nay mình sẽ test CD để anh em cảm nhận. Nói sơ một chút về cái đôi loa này thì nó trang bị bát 40 màu trắng sữa, nhìn sang trọng và cực kỳ đáng yêu luôn. Ngoài ra thì nó có một cái mic kèn, một mic giấy, hai chép còi và một cái siêu chép. Âm ly để ghép với đôi loa này mình vẫn cứ sử dụng lại âm ly Pixer 1058 radio vỏ gỗ ngày hôm qua. Chỉ có thay cái đầu băng cối thành cái đầu CD ma răng thôi. Và anh em nghe dùng mình xem có hay hay không. Và nếu hay dở gì thì cứ bình luận comment ý kiến ở bên dưới. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Xin mời. Ok. Biển đông lòng giọt mưa ngâu lệ
mãi quên câu ngày xưa ước hẹn. Những ân tình là để giấu thôi, hiểu được anh thì chớ mang buồn đau trách tình đổi thay. Ok ha, thì đó là những cái gì mình muốn giới thiệu tới anh em trong clip ngày hôm nay. Anh em nghe hay hay là dở thì anh em cứ comment bình luận ý kiến của mình ở bên dưới. Xin chào, hẹn gặp lại. Xin cảm ơn.